Mùa hè này, các bạn học sinh Tây Ninh sẽ có kế hoạch gì? Con muốn di tích lịch sử địa đạo An Thới, rừng Ram, rừng Thủy. Con muốn đi đến các khu di tích lịch sử để tìm hiểu về truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Con rất tự hào về quê hương An Thới. Vùng đất anh hùng lưu giữ những địa chỉ cách mạng, ghi dấu truyền thống vẻ vang của quân và dân Tràng Bàng trong tháng ngày lịch sử chiến đấu vì độc lập dân tộc. Ai đã đi qua vùng miền đông đất đỏ, ruộng lúa mênh mông từng vùi chôn giặc Mỹ, trong từng con người cũng thấy những niềm tin. Vùng đất Tràng Bàng trong kháng chiến chống Mỹ có vị trí quan trọng, là nơi tranh chấp ác liệt giữa ta và địch, cả hai bên giành giật nhau từng tấc đất. Trên mảnh đất Tràng Bàng không nơi nào không bị bom rơi, đạn sới, đã có lúc người ta gọi đây là vùng đất trắng. An Thới này là cái khu đất cao gò, cái địa thế thuận lợi đó, mà địch nếu vô đây nó đánh cũng không chắc thắng với ta. Thì cái địa đạo An Thới này hồi đó là nó gắn liền với lại cái địa đạo Củ Chi, địa đạo Bến Cát. Hồi đó ở đây nó đặt là cái tam giác rắc Sài Gòn Gia Định. Thì ở đây là những cái nơi là điều quân về đây nuôi dưỡng, học tập, và khi chiến đấu là đánh về thành phố Sài Gòn, nó không có xa. Địa đạo An Thới từng được mệnh danh là Bót Việt Cộng, với cấu trúc và bố phòng để chiến đấu, hệ thống công sự trên mặt đất, giao thông hào, đường di chuyển dựa vào địa hình các hàng tre gai hoặc tầm vông tạo thế liên hoàn. Địa đạo được thiết kế theo hình chữ chi, đào sâu từ 3 đến 4 mét, chiều rộng từ 0,8 đến 1 mét. Thì cái mục tiêu cái xây dựng địa đạo An Thới này để là chiến đấu, rồi kể cả trong hai cái cuộc chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam quá chiến tranh, để mà làm sao là giữ vững cái truyền thống của địa đạo An Thới và thực hiện cái mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến tích trong đó thì như là nồi chén rồi tô bình ton súng đạn, thì nó qua kể cái thời kỳ đặc biệt rồi chiến tranh cục bộ đó, thì quân ta đánh thì gom để đó, nó là cũng ở cái địa đạo An Thới này. Căn cứ được xây dựng bởi lòng dân đã phát huy cao nhất nghệ thuật chiến tranh du kích. Nhờ đó, quân và dân an tịnh đã bám trụ, bẻ gãy nhiều cuộc càn dài ngày của kẻ địch. Giờ tôi là người con của quê hương địa đạo An Thới, tôi rất tự hào về cái địa đạo An Thới đã lập được nhiều thành tích trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Ở quê hương địa đạo An Thới này là đã có truyền thống giáo dục cho con em về truyền thống yêu nước và nối bước theo cha anh để xây dựng cho quê hương đất nước. Đi qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, quân dân thị xã Tràng Bàng luôn sáng ngời ý chí chiến đấu, tinh thần yêu nước cháy bỏng, trở thành địa danh làm rạng rỡ đất miền Đông, là địa chỉ đỏ nối tiếp truyền thống anh hùng cách mạng kiên trung của dân tộc Việt Nam ta.